Xin kính chào quý vị đồng chí và các bạn. Mời quý vị đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin gửi đến quý vị đồng chí và các bạn một số hoạt động nổi bật của Bộ đội Biên phòng Cao Bằng diễn ra trong tháng 11 năm 2021 đáng chú ý sau đây. Đến thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đồn biên phòng Đàm Thủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc. Đã có trên 150 lượt cán bộ nhân dân trên địa bàn xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh vừa được đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống dịch COVID-19. Tại Cao Bằng, tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các đồn biên phòng vẫn phải ngày đêm siết chặt biên giới, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát để ngăn chặn tình trạng này. Đối với người dân xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, không ai là không biết đến cánh đồng Đông Nạng, nơi đã chứng kiến sự kiện lịch sử kiên cường và đoàn kết của quân và dân biên giới để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những câu chuyện xưa cũ đã lùi lại trong ký ức, nơi đây giờ đã được phủ một màu xanh, khơi dậy một sức sống mạnh mẽ, chuyển mình nơi biên cương khắc nghiệt. Thưa quý vị, đồng chí và các bạn, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đồn biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng. Cùng đi với đoàn công tác có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và một số sở ban ngành của tỉnh. Vui mừng trước nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, Thủ tướng nêu rõ những kết quả đạt được rất cơ bản của huyện Trùng Khánh trong điều kiện rất khó khăn về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, vừa bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ở khu vực vùng sâu, vùng xa biên giới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, hạ tầng còn hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông. Tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Càng khó khăn càng phức tạp, càng thách thức thì lại càng phải đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, rồi trao đi đổi lại để tìm ra cái giải pháp tốt nhất để chúng ta làm. Ngoài cái cơ sở vật chất của chúng ta ra thì chúng ta còn có cái truyền thống lịch sử, còn có cái tinh thần đoàn kết thống nhất để chúng ta làm, rồi chúng ta có cái điều kiện tự nhiên. Chúng ta dựa vào cái điều kiện tự nhiên để chúng ta phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đường biên giới và bình đẳng của chúng ta. Thủ tướng yêu cầu huyện Trùng Khánh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ 20 về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị. Thủ tướng tán thành cao và đề nghị Trùng Khánh tập trung vào 2 chương trình trọng tâm và 3 nội dung đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định đúng. 2 chương trình trọng tâm là chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh. 3 nội dung đột phá là về phát triển du lịch dịch vụ bền vững, phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa, gắn với chế biến và phát triển kinh tế cửa khẩu. Thủ tướng lưu ý cần quan tâm bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc của huyện, coi đây là nguồn lực quan trọng của Trùng Khánh, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo 2,5% trong năm mà huyện đã đề ra, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Khẩn trương triển khai hiệu quả theo hướng lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta phải thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia dựa trên hiến chương Liên Hợp Quốc, các luật pháp quốc tế và Việt Nam luôn luôn là bạn bè tốt, luôn luôn là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Mới đây, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ nhân dân trên địa bàn phụ trách. Nhằm đẩy mạnh nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới, tại các điểm tuyên truyền, cán bộ nhân dân đã được thông tin những nội dung quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, cư trú, đi lại trái phép ở khu vực biên giới và phòng chống dịch COVID-19, chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cả về hành chính và hình sự. Qua tuyên truyền đã có trên 150 lượt cán bộ nhân dân tham gia và tổ chức đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, cấp phát được gần 200 tờ rơi tuyên truyền. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị, đồng chí và các bạn, vừa qua các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 351 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và tiếp nhận 638 công dân Việt Nam do lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu. Tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến thời điểm hiện tại, các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời 351 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua các khu vực mốc 560 do đồn biên phòng Cốc Bàng phụ trách quản lý, mốc 675 do đồn biên phòng Sóc Giang phụ trách quản lý, mốc 718 do đồn biên phòng Tổng Cọt phụ trách quản lý, mốc 739, 745 do đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phụ trách quản lý, mốc 770, 772 do đồn biên phòng Ngọc Trung phụ trách quản lý, mốc 796 do đồn biên phòng Ngọc Côn phụ trách quản lý và mốc 848, 849, 851, 854, 855, 856, 858, 858/1, 859, 862, 863 do đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phụ trách quản lý. Đồng thời, các đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, Trà Lĩnh, Lý Vạn và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã làm thủ tục tiếp nhận 638 công dân Việt Nam do lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc trao trả. Trong đó, tại cửa khẩu Sóc Giang, Cao Bằng, Việt Nam, Bình Mãng, Nà Po, Trung Quốc, đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang đã làm thủ tục tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do đại đội quản lý biên giới Nà Po, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. Tại lối mở Nà Đỏng thuộc cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam, Long Bang, Tịnh Tây, Trung Quốc, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã làm thủ tục tiếp nhận 387 công dân Việt Nam do đại đội quản lý biên giới Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. Tại cửa khẩu Lý Vạn, Cao Bằng, Việt Nam, Thạc Long, Đại Tân, Trung Quốc, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã làm thủ tục tiếp nhận 216 công dân Việt Nam do đại đội quản lý biên giới Đại Tân, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. Tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng, Việt Nam, Thủy Khẩu, Long Châu, Trung Quốc, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã làm thủ tục tiếp nhận 24 công dân Việt Nam do đại đội quản lý biên giới Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả. Tổng số 989 công dân trên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê và có 638 người đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét, bắt giữ. Số còn lại, 351 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam bị các đơn vị bộ đội biên phòng Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ. Vụ việc đã được các đồn biên phòng lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm Y tế các huyện trên địa bàn đưa đi cách ly y tế theo quy định phòng dịch. Thưa quý vị, đồng chí và các bạn, Thị Hoa, vùng biên cương trước đây khô cằn, hoang sơ, vắng vẻ, giao thông trắc trở. Thế nhưng, giờ đây Thị Hoa đã khác. Diện mạo đã hoàn toàn đổi thay, đường xá đi lại thuận lợi, nhà cửa khang trang, đời sống của người dân đã từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, giàu đẹp, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Thị Hoa là một xã vùng biên có điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, đường giao thông không thuận tiện, đời sống nhân dân khó khăn quanh năm. Thế nhưng trở lại Thị Hoa lần này, một diện mạo hoàn toàn mới khiến chúng tôi vừa ngỡ ngàng, vừa mừng thay cho mảnh đất vùng biên này. Con đường vào xã và đường vào trung tâm các xóm đã được bê tông hóa vững chắc, sạch sẽ. Những ngôi nhà xây khang trang, kiên cố, nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của những ruộng mía đang thì tươi tốt. Đến hôm nay, từ trước tới rất khó khăn nhưng mà so với thời điểm bây giờ là tốt hơn gấp trước đây là 10 lần. Diện mạo của xã nhà cũng như bà con nhân dân, kể cả nhà cửa thì cũng là nên bậc là tầm nhìn là rất là khang trang và sạch đẹp. đặc biệt là về cái trao đổi, đặc biệt là bộ đội biên phòng cũng như nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới hiện nay. Đấy là mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước ta, mà trực tiếp bà con và nhân dân xã nhà được hưởng thụ. Thì Hoa trước đây thì rất là khó khăn về vật chất và tinh thần, nhất là về đường làng ngõ xóm, đường trường trạm thì nó cũng rất là nghèo nàn, khó khăn. Thì bây giờ nó cũng được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của đội biên phòng, nhà nước quan tâm xây dựng cái xã Thị Hoa là nông thôn mới. Trên lĩnh vực sản xuất phát triển kinh tế, người nông dân ở vùng biên giới quyết không nản lòng trước khó khăn, bám đất, giữ làng, tìm hướng mới trong sản xuất, phát triển kinh tế ngay tại vùng đất đã bao đời cha ông để lại. Và rồi sau thời gian tìm tòi, học hỏi, nhất là sau khi đưa cây mía nguyên liệu về đây, cây phát triển tốt, Thị Hoa trở thành vùng mía nguyên liệu xuất khẩu sang Trung Quốc. Nông dân vùng biên nơi đây như được mở nút thắt trong lòng, gợi ra một tia hy vọng, một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Ngày 5 tháng 5 năm 2021, một ngày đáng nhớ với cán bộ và nhân dân xã Thị Hoa, ngày mà Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang tổ chức lễ đón bằng công nhận xã Thị Hoa đạt chuẩn nông thôn mới và trường mầm non Thị Hoa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2020. Đây là xã biên giới đầu tiên của huyện Hạ Lang về đích nông thôn mới trong năm 2020. Với sự quyết tâm cao của Đảng bộ và chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, những năm qua, xã Thị Hoa đã huy động nguồn vốn trên 53 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, nhân dân hiến gần 15.000 m2 đất để xây dựng các công trình. Kết quả đã cứng hóa 70 km đường giao thông nông thôn, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 36 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11%, duy trì diện tích trồng mía xuất khẩu hàng năm từ 150 đến 170 ha. Sau khi hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có chuyển biến ngày càng khởi sắc. Thị Hoa là trước 1990 thì thật sự là cái đời sống kinh tế của xã nhà thì gặp rất là nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo thì hộ đói thì rất là cao. Đến những năm trên năm 2000, đặc biệt là năm 2010 trở về đây thì Đảng Nhà nước quan tâm để đầu tư cơ sở hạ tầng thì khá là đồng bộ. Thì đặc biệt là chỗ từ năm 2007 thì là huyện đưa cái dự án mía vào phát triển, thì cho đến nay là cái đời sống của bà con thì có khấm khá hơn, nhiều nhà cũng mua được xây được nhà, sắm được các dụng cụ, để các phương tiện để phục vụ cái đời sống của bà con. Thì công tác về phối kết hợp thì Đảng ủy chính quyền cũng thường xuyên phối hợp kết hợp với đồn biên phòng trong công tác là phát triển kinh tế xã hội cũng như bảo vệ cái đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thành công đó có những đóng góp quan trọng của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thị Hoa, bộ đội biên phòng Cao Bằng đã đưa xã Thị Hoa trở thành miền quê đang sống, xây dựng vùng biên cương giàu đẹp, trù phú. Những người lính nơi đây đã tích cực bám dân, bám địa bàn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cửa khẩu Hạ Lang khang trang, giúp nhân dân tiêu thụ nông sản thuận tiện, cùng nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đồn Thị Hoa đã cùng chính quyền địa phương huy động nguồn lực xã hội xây dựng các công trình thiết yếu. Trong tình hình mới, với sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19, trong 2 năm qua, cùng với nhân dân và chính quyền xã, đồn đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngăn chặn thành công các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn, giữ vững vùng biên cương xanh. Trong cái thời gian dịch 2 năm trước qua ấy, thì có lực lượng bộ đội biên phòng cùng với nhân dân, thì biên phòng cũng chạm chốt kiểm dịch ở đây 24/24, mà dân dân cũng yên ổn để làm canh tác đất đai mùa màng. Mong rằng là thời gian dịch này thì không có cái gì ảnh hưởng đến mùa màng kinh tế hoặc là đi lại ở biên giới. Lịch sử đã khẳng định dân là chỗ dựa cơ bản, dân là tay mắt. là lực lượng tại chỗ cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tạo ra thế chiến lược. Những đóng góp của nhân dân các dân tộc ở biên giới trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước đã thể hiện rõ hình ảnh của biên giới lòng dân vững chắc. Vì vậy, việc xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng và dù từ lịch sử hay thời đại mới, mảnh đất và con người Thị Hoa đã minh chứng cho điều này. Người dân ở xóm mình, ở địa phương cũng như là ở biên giới thì cũng phối hợp với các anh chiến sĩ bộ đội biên phòng có cái thông tin, có cái gì đấy mà đến từ xuống mốc hoặc là lên mốc thì cũng thông báo kịp thời cho các anh lực lượng biên phòng và cùng dân phối kết hợp để mà chốt cái công dân này hoặc là những cái vụ mà như vượt biên trái phép này, thế là để kịp thời hơn trong cái thời gian dịch. Thêm cái giai đoạn mới này là dịch bệnh COVID-19, tiếp tục lại khoanh vùng cách ly, tiếp tục phối hợp với đồn chung đây để mà đẩy lùi cái dịch bệnh COVID-19 này sao cho là được dập tắt được và càng sớm càng tốt. Thì bộ đội biên phòng nói chung và đồn biên phòng Thị Hoa nói riêng thì chúng tôi là luôn là coi trọng cái xây dựng cái tình đoàn kết giữa đồn biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là quần chúng nhân dân là trong cái công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để giữ cho địa bàn là luôn trong sạch, vững mạnh. Dẫu còn nhiều khó khăn, song với những gì đã làm được, đó là sự đoàn kết, nhất trí đồng lòng, sự lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng sự kiên trì, chịu khó của người nông dân và tâm huyết của những người lính biên phòng. Vùng đất Thị Hoa đã và đang từng ngày thay da đổi thịt, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, giàu đẹp, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng sự trên đã kết thúc chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới kỳ này. Cảm ơn quý vị, đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.